ở trong Hà Tĩnh, anh Thí Lê anh bị bắt cái vụ mà đi ô tô anh cầm cả súng sang Nam Định nhà sang Thái Bình đuổi nợ, anh sang Thái Bình đuổi nợ đấy, anh sang Thái Bình đuổi nợ, anh bị công an tỉnh lên Nam Định bắt, anh bắt anh gửi vào buồng Thái Điên, lúc đấy các em Thái Điên nhảy xuống đi làm luật anh ấy, nhưng là Thái Điên không cho làm luật, bảo thôi anh ấy, đến lúc đó là em Khiêm, Ích Khiêm nhà ở trên chế độ Mom đấy, đi chạy cùng với Thái Điên là người em, lúc đấy Thái Điên cho quyền sinh sát luôn, lính mới vào là em Khiêm em mới làm luật. Thế Thế Điên thì thấy anh Thế Lê, anh Thế Lê anh ấy vào, anh vào nói tiếng Nghệ An. Thế Thế Điên bảo là, Thế Điên hỏi anh ở đâu, anh Thế Lê bảo là lúc đó anh Thế Lê thì không dám gọi Thế Điên bằng em. Thế Điên nói thật luôn, nhà tù mà, anh bảo là anh ơi em ở Hà Tĩnh, qua cầu Bến Thủy đến nhà em. Thế Điên thấy anh là tù xa xứ, cũng như ngày xưa Thế Điên làm hỏa lò, Hỏa Lò năm 92 thôi, tù xứ người, anh em ở Hỏa Lò dành tình cảm cho Thế Điên, đó, không có luật lá gì, thì Thế Điên cũng vậy thôi, cũng phải đối nhân xử thế với anh Thế như vậy, và Thế Điên không cho em Ích Khiêm, em Khiêm xuống đánh nữa, mà Thế Điên bảo là thôi anh nên ở với em, và Thế Điên cho anh Thế Lê ở với Thế Điên, và anh Thế Lê thì sau này gia đình anh ấy ra tại, anh được ra tại ngoại, và ôm Thế Điên khóc luôn các bạn, khóc luôn ở K5, ôm khóc và không quên được cái Điên, mà anh bước chân về xã hội, nhà đầu tiên anh đến không phải nhà anh, phải đến nhà em gặp em thì anh mới về, và anh về công an tỉnh để công an tỉnh Nam Định để giải cái xe ô tô của anh ấy. Đó, anh cầm khẩu súng sang đi đuổi lợ, đi nhà bị bắt và nằm ở buồng Thế, và lúc cái buổi tối anh đi tìm cả nhà cái Điên, gần như đến tuần tối anh đi tìm được, thì có một hai anh em ở chỗ sửa ni lông, dán ni lông xe máy ở ngay chỗ nhà trẻ Sao Vàng, cái chị nhà Thế Điên, thì anh ấy lên và anh ấy có biếu vợ Thế Điên 2 triệu thì tiền các bạn, vật chất nó bình thường thôi, nhưng là anh ấy đó, người ta về người ta lưu luyến nhớ Thế Điên đấy. Lưu luyến nhớ Thế Điên, Thế Điên cái gì đáng làm thì đang làm thôi, nhưng còn những cái gì mà Thế Điên cũng là người biết sống, biết trân trọng đó. Thế Điên không nói sai luôn, và anh hẹn là em ơi, lúc nào bảo với Thùy, lúc nào vào tắc tế cho Thùy ấy, cho anh gửi lời hỏi thăm em nó, vì anh ở xa mà không biết liên lạc em kiểu rào, đến khi nào mà vào trong trại nào thì báo cho anh. Vào lúc đó Thế Điên đi chạy 6 Nghệ An đó, và vợ Thế Điên đi vào trong đó, và anh Thế Lê cũng lên trại rồi, vào trại thăm một lần, anh chở vợ Thế Điên, đúng không vợ? Đi một mình vào trại Nghệ An, vào trại 6 Nghệ An thăm Thế Điên và ôm Thế Điên, thì được một thời gian sau thì anh bị bắt và xử thế nào thì Thế Điên không biết nữa, anh em thất lạc nhau. Thì Thế Điên chưa không biết nhà anh ở đâu đó, chỉ biết là ở chỗ qua cầu Bến Thủy, ở chỗ bệnh viện là bệnh viện Việt Tiệp hay là cái bệnh viện gì đấy, bệnh viện E gì gì đấy, ở ngay cầu Bến Thủy ở chỗ đất Hà Tĩnh các bạn ạ. Thì anh chỉ có nói như vậy thôi đó, nhưng là thì Thế Điên lên chạy sáu thì anh hết án, anh ấy được tại ngoại, anh ấy về nhà Thế và dành tình cảm cho Thế Điên, xong anh ấy lại dặn vợ là em ơi, khi nào mà Thế đi chạy nào thì em nhớ điện cho anh, thì lúc đó thì vợ Thế Điên thì có số của anh Thế Lê, thì khi Thế Điên lên chạy 6 thì là vợ Thế Điên gọi cho anh Thế Lê bảo là anh ơi, chồng em chạy 6 và anh đi vào thăm Thế Điên một lần, thì một thời gian sau nghe bảo anh bị bắt đó. Thế Điên hết án về thì anh bắt rồi. Đâm ra Thế Điên cũng không có thông tin gì với anh Thế hết, mà cái số điện thoại vợ cầm đây bây giờ là bấm là thuê bao, từ ngày về là bấm thuê bao đi. Mấy lần Thế Điên vào trong Nghệ An để giao lưu với anh Cường Vệ, đi chơi với anh Toàn Tương, là Thế Điên đã đi qua nhà anh ấy rồi, nhưng là gọi điện là không gọi được, cái số đó là không còn nữa. Đó là anh Thế Lê, người Hà Tĩnh, Thế Điên không quên luôn. Còn rất nhiều những người anh em Thế Điên rút nhà tù luôn, Thế Điên sai các anh em tỉnh thành khác luôn á, chứ không phải là Nam Định đâu, người ta bị bắt về
người ta gây án Nam Định bắt vào cho Đại An. Nhưng Tiến Liên thời gian đó Tiến Liên có điều kiện, Tiến Liên